Trời ơi, tốn rồi kìa. Vậy hả? Ủa, thank you em. Hôm nay mình có mặt tại Washington DC. Ở chỗ này rất là nhiều cái gốc đào xung quanh ở đây. Rất là nhiều gốc đào ha, đẹp. Và đây là cái tháp bút chì nổi tiếng của cái DC này. Nếu như mà mọi người nhìn thấy cái tháp bút chì thì mọi người sẽ biết nơi đây rất là đẹp và rộng lớn luôn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng để tham quan cái phong cảnh ở gần đây và sẽ quay cho mọi người thấy cái sinh hoạt vào cái mùa hoa đào tháng 4 này ở DC. Đó, xung quanh là cảnh cây đào và mọi người đang ở dưới những cái tán đào đó trò chuyện, ăn uống và sinh hoạt. Có mặt tại DC để xem cái hoa anh đào. Nhưng mà hoa anh đào nghe nói thôi đẹp, nhưng mà thật sự mà nói không đẹp bằng Boston của mình luôn. Boston của mình hoa anh đào nở bự hơn, đẹp hơn nhiều. Còn cái hoa anh đào này của Nhật Bản này, Nhật Bản đem qua mấy gốc đào này nhưng mà không đẹp. Wow, cái này đẹp nè. Đó, cảnh này mới đẹp nè. Cây bút chì nè. Rồi mấy cái chùm đào nó đưa ra như vậy nè, dễ thương. Đó, phía xa xa kia là cái đào hồng. Còn cây này nó đã nở hết luôn, chỉ còn cùi mà thôi. Là những cái tượng đài tưởng niệm những cái người lính Mỹ đã chết tại chiến tranh Việt Nam. Còn có một cái chỗ nữa thờ phượng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đó. Đây là một cái dãy dài của một con đường có nhiều cái tên của 58.000 chiến sĩ Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam. Nhờ những con người này mà Việt Nam của mình đã giữ được trong vòng 20 năm và phát triển. Mình đến đây để tưởng niệm và biết ơn những người lính, những người chiến sĩ này. Nghe một dãy dài qua tới bên kia luôn. 58.000 chiến sĩ đó đã hy sinh. Đây là những cái tượng đài
còn bên kia là những cái tên tuổi của những người đã nằm xuống. Hôm qua là có một vị cảnh sát đã nằm xuống do có một thanh niên đã đụng xe vào khu vực này, cho nên hôm nay lá cờ đã được hạ xuống, lá cờ không có kéo lên cao, đó là để tưởng niệm và tiếc thương cho một người anh hùng vì mọi người. Đây là hai cô gái Myanmar. Đây là đài tưởng niệm của ông tổng thống Lincoln. Một cái tổng thống vĩ đại nhất. Cũng nhờ ông mà người da đen đã được thoát khỏi xiềng xích của nô lệ. Thì hiện giờ có những cái group cũng tập trung nơi đây. Nếu như mà họ có chính kiến gì thì họ sẽ có thể tập trung nơi đây và gọi là tự do ngôn luận, thảo luận, bình luận và nói về những gì họ biết, họ cần, họ muốn. Là bờ hồ, nhìn ra tháp Bút Chì ở đằng kia. Đẹp ghê chưa, rất là dễ thương luôn, nguyên cái hình cái bút chì in bóng xuống nè, nhiều người quá. Đừng vô sâu quá. Chụp không? Vô chụp tấm nè. Mình đang bước vào cái khu vực mà chiến tranh của Nam Hàn có tới vào 43.000 người bị mất trong cái chiến tranh Nam Hàn đi. Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay mình đang đứng ở chỗ Quốc hội, rất là đẹp luôn. Nhìn
tòa nhà Quốc hội rất là tuyệt vời. Phía bên này á, là một cái bờ hồ rất là lớn, cộng thêm ở phía bên kia là cái nơi mà để chụp hình, ta nói rất là tuyệt vời luôn, bởi vì nó có xây những cái bức tượng hình con ngựa rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua bên đó để xem cái phong cảnh của cái Quốc hội này nha. Đây là những bức ảnh cưỡi ngựa của các chiến sĩ trong các trận chiến. Đây tòa nhà Quốc hội. Đây là bức tượng cưỡi ngựa. Oh, I don't care. Nana, Isella, it's dirty. What are you doing? Tới cái chỗ tượng. Của ông Washington. Anh chạy dưới này nè đó, để chơi cái mấy này nè. Đấy. Đó, cặp cái cho tao dưới này lên đó, lên nó cặp tàu lên nó ăn nhậu dưới này nè. Vâng. Đó. Đây đường này nè, nó hoa đà nó nở dài đó, nó đi trên cái mặt kìa. Vâng. Vậy nè. Bây giờ kiếm chỗ đậu. Nè qua anh đào nè. Đó là trước mà anh mở cái tiệm máy bán ngoài Eden đó, 6 năm mấy trời nha, gần 7 năm nha. Dạ. Sang nó nói nó xuống nó chơi nó gặp anh. Chụp hình rất là dễ thương. Dự bán 52 ngàn. Xe đặt á, thì nó không có trong.
cho mướn những cái chiếc xe này để chạy vòng vòng đây nè đó, chỉ cần quẹt thẻ vô là có ngay chiếc xe để chạy, chạy trong bao nhiêu lâu sau đó dục ở đâu cũng được, người ta sẽ đến để người ta lấy lại. Thì vắng tanh, còn một bên thì xe rất là đông, đông đường đường luôn, kẹt xe ở cái khu này. Thấy thanh bình và yên tĩnh, mình thích nhất là cái căn nhà này nó có một cái dạng giống như tiện lợi nhất.